Kính thưa quý vị, hiện tại thì em đang có mặt tại con phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân Cách ngã tư sở khoảng 800m Gần với Royal City ngã tư sở Gần với King Palace và Mi Bách Tây Sơn Quý vị đang xem là clip thực tế về nhà đất Hà Nội mới nhất năm 2022 trên kênh Thiện Đất Thời gian tới thì sẽ có rất là nhiều video nhà đất mới, thông tin chính xác, hình ảnh rõ nét được đăng tải Mọi người nhớ là bấm đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một căn nhà đẹp giá tốt nào nhé. Cái đường vào nhà như quý vị vừa xem là rộng chừng 2m4, 2m5. Xe ba bánh thương binh chạy, ngõ thẳng tắp, cách phố khoảng 30-35m. Ngõ này thì cũng không có ngoặt nào cả. Từ phố đi thẳng vào chỉ vài bước chân thôi. Vừa rồi quý vị xem là những hình ảnh về mặt tiền và đây là tầng 1 của nhà mình. Nhà và đất này thì có thông số cơ bản như sau. Diện tích đất sổ đỏ là 34m2. Chiều ngang là 3m8. Nở hậu là 3m95. Nhìn chung là với chiều ngang xấp xỉ 4m ở đô thị này là đẹp rồi ạ. Trên đất thì làm căn nhà xây dựng 6 tầng, có phép và có đầy đủ loại giấy tờ. Tầng 1 thì chỉ có bếp thôi Tầng 2 thì gia chủ bố trí với ý đồ làm phòng khách Đây tầng 1 cũng có một cái khu phụ vệ sinh nhỏ ở phía trong Cầu thang rất là rộng Lên các tầng 3, 4, 5 Thì mỗi tầng một phòng ngủ rộng Cộng với một vệ sinh Còn tầng 6 thì là phòng thờ, sân phơi và chỗ giặt có mái tre đây em thiện mời quý vị lên với tầng 2 đi ạ Tầng 2 là phòng khách Cầu thang thì vẫn ở phía cuối này rồi Quý vị ai cần mua nhà hợp các hướng là Đông Nam, Đông và Nam Thì cũng mua được nhà hướng này Nhà mình có hướng cửa chính là hướng Bắc thuộc Đông Tứ Trạch Hướng Bắc thì là Quẻ Khảm, Mạng Thủy, Nằm trong 4 cung hợp Đông Tứ Trạch là khàm trấn tốn ly đây cũng là một căn nhà mới xây hoàn toàn nhà chưa ở ai mua về thì sẽ là người đầu tiên nhập trạch luôn cái điều mà làm cho căn nhà này đặc biệt hơn là ở cái trang bị trong nhà bước vào nhà thì có cảm giác ấm hơn một phần theo em thì cũng là vì nhà này sử dụng khá nhiều đồ gỗ đẹp từ tủ gỗ bếp màu óc chó rồi đến tay vịn bậc cầu thang toàn là bậc gỗ lim cửa thông phòng cũng là gỗ lim nam phi có sàn gỗ và cái vách trang trí tivi phòng khách thì cũng rất đẹp và ấm cúng có người thì thích cầu thang gỗ có người lại thích cầu thang đá nhưng nhìn chung đá hay là gỗ mà cứ làm loại tốt loại đắt tiền là đẹp hết quý vị ạ Nhà và đất này thì cũng là một căn có pháp lý sạch, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ đầy đủ. Quý anh chị sẽ được bàn giao cả khi mà chúng ta ký hợp đồng công chứng mua bán nhà. Đây quý vị hình dung là nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ rộng như thế này. Phòng ngủ đã lắp rèm đầy đủ rồi. Nhà nội thì thường là xây dựng phổ biến là 3 tầng rưỡi hoặc là 5 tầng cũng có nhiều người là không thích con số 4 nên họ xây 3 tầng rưỡi thôi. Nhà mình ở đây thì xây 5 tầng rưỡi, cũng tính là 6 tầng cũng được. Thì phần nào đó nó ưu thế hơn so với căn khác. Chẳng hạn thì trong nhà này thì vừa có 3 ngủ rồi lại có thêm không gian phòng khách ở tầng 2 nữa. Công năng sử dụng nó là tốt hơn. Ở tầng 6 thì ngoài gian thờ phía trong chúng ta lại có thêm khoảng sân ở phía ngoài nữa để phơi phóng rồi trồng cây, trồng hoa. Ngôi nhà này hiện tại đang được chào bán với giá là trên 5 tỷ. Giá thì có thể thay đổi theo thời gian, theo thị trường và theo cái quyết định của chủ nhà. Quý anh chị cô bác quan tâm thì có thể đến tận nơi xem và thảo luận giá cả. Mọi vấn đề thì đều có thể giải quyết trên tinh thần là thương lượng và thiện trí. Em xin nói thêm một vài yếu tố bên ngoài như là lịch sử đất đai ở đây là đất phân cho các ông tướng. Các vị tướng tá quân đội. Giờ thì không còn chiến tranh nữa, nhưng ai ai cũng đều cảm thấy là biết ơn với những sự hy sinh của cha anh, của những người lính đi trước. Do đó thì đất mà phân cho cán bộ quân đội phải là đất đẹp, chia lô bằng phẳng đất tốt nhất nên quý vị yên tâm dân cư dân trí và an ninh hay là văn hóa đều rất là tuyệt vời một số cái điểm quan trọng em xin nhắc lại về căn này để mọi người chưa theo dõi kịp có thể nắm được như sau nhà nằm tại con phố Vương Thừa Vũ giao cắt với đường Trường Trinh chỉ di chuyển khoảng vài trăm mét hay là vài phút đi bộ là tới với ngã tư sở Diện tích sổ đỏ là 34 mét vuông. Sổ đỏ xây mới 6 tầng. Thiết kế hợp lý, nội thất gỗ lim. Nhà đủ công năng sử dụng. Ngõ thẳng tắp luôn. Xe ba gác có thể vào được. Nhà cách phố chính khoảng 30 35 m. Nằm trong khu đất quân đội, có dân cư dân trí và an ninh tốt. Để tham khảo căn này cùng rất rất là nhiều thông tin nhà đất phù hợp khác thì kính mời quý vị khán giả liên lạc trực tiếp cho em Thiện. 096 280 2792 hỏi cho nó nhanh. Mọi người có thể nhấn đăng ký kênh để xem thêm hoặc là chia sẻ cho người nhà, người thân xem nếu như cần nhé. Em thiện xin lời trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bất động sản tiếp theo.